mọi người. Hôm nay chị Trùng Dương và Anna sẽ hát một bài hát. Mọi người có đoán được bài hát đó là gì không? Ồ mà chưa hát mà ta. Muốn biết thì bây giờ hãy nghe tụi mình ngay nha. Muốn biết thì phải nghe đúng không mọi người? Hơi nhạc. Nhạc không cái hồi nãy mình làm rồi đó em. Cái làm lại chị. Tháo không? Thôi thì lại. Thương hiệu nhạc rồi. Cấp bộ nhạc. Yes. Vô, chưa vô được. 1, 2, 3. Yeah. Vô. Tại sao vậy? Nó không chạy chị. Ủa, giờ vô nè. Sắp tắt tiếng luôn rồi. Và sau một khoảng thời gian cố gắng bật nhạc nhưng mà do wifi quá yếu cho nên là không bật nhạc được, nên là tụi mình quyết định hát chay. Yes. Khỏi có nhạc nữa. Mọi người thông cảm tụi mình nha. Không sao chị. Bắt đầu. Bình tâm ra chị. Mình bình tâm là bắt đầu mình hát nè. Chị quên hẹn mà em. Chị mấy gì đấy? Nhìn lên trên cao được anh Bình Sơn bằng mai. Nghe là mẹ không được quên. 1, 2, 3. Bắt đầu. Nhìn lên trên cao đón anh đang sớm ban mai. Một ngày mới như hôm nay đã lên rất đẹp. Cầu mong sao nụ cười ấy sẽ luôn nở trên môi. Thầm mong cầu điều ấy như thế thôi. Rồi có những lúc cơn mưa chợt ghé qua đây và nước mắt hẹn trên mi bỗng dưng vỡ òa. Nghĩ như thế ngày không vui ngày mà ước muốn chẳng thể thay. Ngày mai hãy gắng lên nào tôi ơi. Ở trong tôi luôn có một giấc mộng là tồn tại nơi đây, thêm một hiện thân của riêng tôi, thêm một phiên bản tôi khác, một tôi làm điều tôi muốn, để tự do làm điều vẫn hằng ước mơ. Đời tôi tự như chiếc mây bay xanh xinh kia, trở đi như ước mơ tôi, rồi cất cánh bay giữa trời và bay cao và bay xa, vượt tốc gió lướt đi hết mình. Chỉ có một hứa tin về trước, chẳng cần quan trọng bay tôi quay cách bao xa, mây bay cất cánh ra sao, mây đến đây chân trời nào với tôi là điều quan trọng mà luôn cần phải nhớ lấy cho riêng mình. Trái tim hãy cứ ghi cấp điều ấy thôi. Sabia kuroku chu konichi.